Thu Nguyệt rất tự tin về nhan sắc, cũng biết cách giữ gìn. Do thường xuyên đi spa, cũng như dùng sản phẩm thương hiệu có tiếng, nên da rẻ vẫn còn tươi trẻ, vóc dáng cũng không khác gì gái đôi mươi. Chính vì thế, khi mình đang phớt lờ tình cảm, còn lấy Thanh Trúc là người mà mình căm ghét, càng làm cho Thu Nguyệt không hề cam tâm. Nếu anh đã chọn nó, thì đừng có trách tôi. Ánh mắt của Thu Nguyệt hiện lên tia đáng sợ, uống cạn ly rượu rồi đứng lên, bước ra khỏi bồn tắm, đưa tay lấy chiếc áo choàng rồi khoác vào người bước ra. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Thu Nguyệt nhìn đến nhếch miệng cười rồi tiến đến. Cánh cửa vừa mở ra thì người đàn ông đã nhìn Thu Nguyệt bằng ánh mắt thèm thuồng, không kìm được nhào đến ôm lấy cô hôn hít. Anh từ từ đã, cửa còn chưa đóng. Em đẹp quá, nhìn em anh không chịu nổi. Người đàn ông đưa chân đá mạnh làm cánh cửa đóng lại rồi bồng Thu Nguyệt lên, nhanh chóng đi đến giường. Em chứ đâu phải là con vợ ở nhà của anh, đến nhìn mà anh còn ngán. Thôi, đừng nhắc tới nó làm gì, nghe thôi đã ngán tận cổ rồi. Vậy nên anh mới tìm đến em chứ gì? Bậy, em khác, em là người phụ nữ đẹp quyến rũ, cần được cưng chiều nâng niu. Vậy mà anh có chiều gì em đâu? Ai nói là không, anh vì em làm bao nhiêu việc như thế, vẫn chưa tỏ rõ thành ý hay sao? Nhưng anh ta không hề hấn gì. Đó là gặp may thôi, nhưng sẽ không còn như vậy nữa. Hiện tại anh ta chắc đang đau đầu dàn xếp chuyện tai nạn ở công trình, có khả năng sẽ phải hầu tòa. Thu Nguyệt cười vui sướng. Anh ta phải trả giá khi xem thường em. Nhưng sao em lại hận Minh Đăng như vậy? Anh hơi tò mò đấy. Biết quá nhiều sẽ không vui nữa. Giờ thì tập trung vào việc chính đi, em sẽ thưởng cho anh. Em thưởng gì cho anh hả? Thu Nguyệt mở dây thắt áo choàng ra, cả cơ thể được phô ra toàn bộ, làm cho người đàn ông nhìn nhỏ cả dãi. Em thưởng em cho anh chịu không? Đương nhiên là chịu rồi, anh tới đây. Người đàn ông nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người, rồi nhào đến Thu Nguyệt, giống như con hổ bị bỏ đói nhiều ngày nay mới được ăn. Căn phòng phút chốc chỉ còn lại âm thanh ái muội thô tục. Về lại công ty, tôi tiếp tục làm việc nhưng lại chẳng có tâm trạng gì hết. Cố lắm thì một ngày cũng trôi qua. Tôi để trợ lý Bách đi ăn cùng với mọi người, còn tôi lấy lý do mệt nên về. Tôi định gọi hỏi Minh đang đến chưa thì nhận được điện thoại của anh. Em nghe. Anh cho tài xế tới chở em về nhà trước. Anh phải tăng ca, giải quyết cho xong công việc đã. Việc nhiều lắm không anh? Cũng không nhiều, chỉ có một số chuyện vặt thôi. Em về nhà cứ ăn uống rồi nghỉ trước đi, đừng chờ anh. Biết Minh Đăng có nhiều việc phải lo, tôi cũng không muốn anh phải bận tâm nên quyết định không kể chuyện mất chiếc vòng. Em biết rồi, anh nhớ ăn uống đó nha. Ừ. Tắt máy xong, tôi cầm túi sách rồi rời khỏi phòng làm việc. Xuống đến cổng thì có tài xế của anh chờ sẵn, tôi lên xe rồi về nhà. Sao hôm nay mình con về vậy? Minh Đăng đâu? Vừa vào phòng khách, bà nội Minh Đăng đã hỏi. Dạ nội, con mới về, anh Minh Đăng hôm nay phải tăng ca ạ. Chắc là công ty nhiều việc, con đang có thai, đừng làm việc quá sức nha. Con đâu có. Tôi định nói mình đâu có thai, mà sực nhớ nên ngưng kịp lúc. Con nói gì mà sao không nói nữa? Dạ, ý con là đâu có làm việc nặng nhọc đâu, nên bà nội đừng lo ạ. Nhưng suy nghĩ áp lực cũng ảnh hưởng nữa. Bà đã căn dặn con Bích nấu đổ bổ cho con bồi bổ rồi. Chuyện của nội con cứ yên tâm nha. Nói mới nhớ, cả hai nội chuẩn bị đi rồi. Tôi mong lần này sẽ có kết quả tốt, hai nội cũng nhanh trở về. Mà chờ công việc ổn tôi cũng sẽ sang thăm hai nội. Hai nội đi rồi nhà sẽ buồn lắm, con sẽ sắp xếp công việc để qua thăm hai nội ạ. Lúc nào qua được thì qua, chuyện của nội con cứ yên tâm. Dạ, con cảm ơn bà nhiều lắm. Con bé này lạ thế, người nhà mà ơn nghĩa cái gì, chăm sóc tốt cho chắt của nội là được rồi. Nghe bà nói vậy, tôi lại thấy có lỗi khi nói dối gạt cả hai, khi biết chuyện không biết có giận và trách tôi không nữa. Con có gì mà thẫn thờ vậy Thanh Trúc? Dạ không có gì đâu bà, chỉ là nghĩ đến lúc hai nội đi, con và Minh Đăng sẽ nhớ hai người lắm. Rất nhanh bà và nội con sẽ lại về thôi. Dạ. Thôi, con lên phòng tắm rửa rồi ăn uống nghỉ ngơi đi. Dạ vậy con lên phòng, sẵn con vào thăm nội con một chút ạ. Ừ, con đi đi. Tôi đứng lên rồi lên lầu, hôm nay tâm trạng tôi không tốt, mở cửa phòng đi vào thì thấy bà nội vẫn chưa ngủ. Con về rồi đấy à? Dạ, sao nội còn chưa ngủ nữa? Nằm không làm gì nên cũng không mệt gì hết, mà con đang bầu bí phải đi làm vất vả. Con chỉ ngồi thôi, không vất vả đâu nội, mai mốt nội phải đi chữa bệnh, con sẽ nhớ nội nhiều lắm, nội phải ráng khỏe để về với con nha nội. Tôi gục đầu lên người nội rồi khóc, nội đưa tay vỗ nhẹ lên đầu tôi. Sao nội thương con quá? Nội cảm ơn con, nội sẽ khỏe để còn trông chắt mà. Dạ, mà nội có muốn gặp cô Nguyệt không nội? Tôi nghĩ dù gì cô Nguyệt cũng đã là con gái của bà nội, chắc nội cũng nhớ và muốn gặp, dù cho cô Nguyệt có đối xử không tốt với nội, nhưng chỉ có con cái ghét bỏ ba mẹ, chứ ba mẹ nào nỡ bỏ con.
Thôi đi con, bà giờ như gánh nặng với nó, cho nên nó mới bỏ mặc. Đã vậy còn gặp làm gì hả con? Tôi thấy nội nói với giọng hơi buồn. Tôi mong chuyến đi này nội sẽ khỏe lại, sau đó để nội giải quyết chuyện nhà. Để đổi không khí tôi chuyển qua chủ đề khác. Tạm thời hai nội qua đó trước, chờ sắp xếp công việc ổn định, con và Minh Đăng sẽ qua. Thôi không cần đâu con, có thai đi xa sẽ mệt lắm, cứ ở nhà đợi nội về. Dạ. Tôi nói để nội yên tâm thôi, chứ sao tôi bỏ nội một mình được. Hôm nay tự nhiên nội nhớ ra, hình như mình có quên cái gì đó. Nội quên gì ạ? Nội không nhớ. Tôi đoán có thể vì bệnh nên nội mất đi một đoạn trí nhớ, đôi lúc sẽ hơi mơ hồ. Vậy khi nào nội nhớ thì nội nói với con nha. Ừ, không biết đó là gì, sao mà nội không thể nhớ ra. Tôi ngồi với bà nội thêm một lát rồi mới về phòng. Tôi nhìn đồng hồ đã gần 8 giờ, không biết Minh Đăng sắp về chưa. Tôi lấy đồ rồi đi tắm. Muốn đợi anh mà bụng đói nên tôi xuống dưới nhà ăn cơm trước. Khi trở lên phòng cũng hơn 8 rưỡi, muốn gọi hỏi thì tôi lại sợ phiền anh làm việc nên đứng ở cửa sổ nhìn xuống cổng chờ xe anh về. Hồi lâu tôi hơi buồn ngủ nên không đợi nữa mà quay vào trong. Không biết công việc nhiều như thế nào mà anh về trễ quá. Lo lắng, tôi quyết định lấy điện thoại gọi cho anh. Đổi chuông rất lâu mới có người nghe máy, nhưng giọng phát ra lại là tiếng của phụ nữ. Alo? Cho hỏi ai gọi mà sao không lên tiếng? Tôi vẫn chưa kịp tiếp nhận khi điện thoại của Minh Đăng mà người nghe lại không phải là anh. Tôi kìm nén cảm xúc trong lòng rồi hỏi. Cô là ai vậy? Bên kia có giọng cười chế giễu. Cô là người gọi mà lại hỏi tôi là ai sao? Tôi gọi cho chồng tôi. Chính là chủ nhân của điện thoại cô đang cầm đấy. À, nói vậy cô là vợ của anh Minh Đăng. Anh ấy đang tắm rồi. Cô kiếm anh ấy có gì không để tôi nói lại. Tại sao muốn nói gì với chồng tôi lại cần thông qua một người ngoài như cô chứ? Minh Đăng đâu? Đưa điện thoại cho anh ấy đi. Cô làm dữ với tôi làm gì chứ? Cô không nghe tôi vừa nói anh Minh Đăng đang tắm hay sao? Tôi nghĩ chắc cô cũng hiểu vấn đề mà. Đâu cần tôi phải nói vạch toẹt ra đâu. Làm vợ nên an phận đi. Đừng có quản chặt đàn ông quá sẽ phản tác dụng đấy. Càng chặt thì người đàn ông sẽ càng cảm thấy ngột ngạt và tìm đến nơi khác giải tỏa giống như Minh Đăng ở cùng tôi vậy thôi. Ai gọi à? Đó là giọng của Minh Đăng không lẫn vào đâu được. Không lẽ anh phản bội làm ra chuyện có lỗi với tôi sao? Lòng tôi đau lắm, nước mắt cũng theo đó mà tuôn rơi. Không chịu thêm được nữa tôi đã tắt máy, ngồi xuống giường mà tôi òa khóc. Trong đầu tôi lúc này có hàng trăm câu hỏi hiện lên. Minh Đăng có thật sự như vậy không? Tôi không tin anh ấy làm như vậy, nhưng lời người phụ nữ đó nói và anh cũng ở đó. Tôi ngồi rất lâu đợi Minh Đăng về hỏi cho rõ, nhưng anh lại không về. Vì quá mệt tôi ngủ quên lúc nào cũng không hay. Sáng thức dậy, tôi mới phát hiện cả đêm qua Minh Đăng không về. Trong lòng tôi rất buồn, tôi không biết có chuyện gì đang xảy ra nữa. Mọi thứ vẫn đang tốt đẹp, sao tự dưng lại thành ra như thế này? Tôi chẳng khác nào đang trên thiên đường lại rơi xuống địa ngục. Tôi muốn rõ ràng nên tới công ty tìm Minh Đăng. Làm vệ sinh cá nhân thay đồ xong tôi ra khỏi phòng, ghé vào phòng bà nội thì bà đã thức. Chị Bích cũng đem đồ ăn sáng lên cho bà rồi. Con đi làm à? Dạ, nội ăn sáng đi nha. Nói rồi tôi xuống thẳng dưới nhà. Hôm qua Minh Đăng không về nhà sao? Nội của Minh Đăng lên tiếng hỏi, tôi chỉ đành nói đại một lý do. Anh ấy bận việc nên ngủ lại công ty luôn bà ạ. Cái thằng vợ có thai mà lại ở công ty, bỏ con mình, trong khi ngày mai bà với nội con phải đi rồi. Tại công việc, chứ anh ấy cũng không muốn vậy đâu bà. Về nhà làm cũng được cơ mà. Chuyện này bà phải nói với Minh Đăng mới được. Thôi, con vào ăn sáng đi rồi hãy đi. Thôi, giờ con đi luôn. Đến công ty con ăn sau ạ. Tôi chẳng còn tâm trạng nào để mà ăn nổi. Ra ngoài sân có tài xế chở sẵn. Lên xe rồi tôi nói. Đưa tôi đến MS đi. Mợ không đến công ty sao? Tôi sang MS gặp Minh Đăng có việc. Cậu đi công tác rồi mợ. Tôi bất ngờ. Đi công tác sao? Lúc nào? Mới sáng sớm nay. Tôi đưa cậu đi rồi tôi mới trở về. Đi công tác sao lại không nói với tôi chứ? Lấy điện thoại tôi gọi cho anh nhưng lại thuê bao. Mình đang làm cái gì vậy? Sau đó tôi đến phát đạt. Tôi chẳng có tâm trí nào để mà làm việc nữa hết. Tôi đã gọi lại cho anh thêm mấy cuộc nhưng đều thuê bao. Không lẽ đang ngồi máy bay nên tắt máy? Ngồi lên chiếc ghế đó chắc mày thoải mái lắm nhỉ? Tôi nhìn đến thì thấy cô Nguyệt. Trước lời mỉa mai đó tôi đáp trả ngay. Chẳng phải cô đã ngồi rồi thì cô cũng có câu trả lời chứ. Mày đừng có vênh mặt lên với tao. Mẹ tao đang ở đâu? Tao muốn đón mẹ tao về. Chuyện đó là không thể. Mày định giấu mẹ tao để nhằm chiếm đoạt tài sản hay sao? Cô nghĩ như thế nào là quyền của cô thôi. Dù tôi nói không phải cô cũng đâu có tin. Mà tôi sẽ để cô gặp nội khi mà nội hồi phục trí nhớ và khỏe mạnh. Mày đừng nói nghe tốt như vậy. Mà sao tao thấy mày không có vẻ gì là đau buồn thế?
Tôi khó hiểu. Tại sao tôi phải đau buồn? Vậy mày không hay biết chuyện gì hay sao? Có gì cô cứ nói thẳng đi. Minh Đăng bị tạm giam rồi đấy. Tạm giam? Khi nào chứ? Mày nói vậy chứng tỏ mày đâu quan tâm gì tới Minh Đăng đâu. Công ty làm việc tắc trách, không đảm bảo an toàn lao động, gây ra tai nạn nghiêm trọng. Thân là chủ, anh ta phải chịu trách nhiệm. Minh Đăng bị tạm giam, sao tài xế nói với tôi anh ấy đi công tác? Mọi chuyện là thế nào chứ? Không quan tâm đến cô Nguyệt, tôi nhanh chóng ra khỏi phòng. Tôi kêu tài xế chở mình đến MS để hỏi rõ mọi chuyện. Vậy mà khi tôi đến gặp, nhân viên họ lại bảo y như tài xế nói là anh đang đi công tác. Cuối cùng tôi chỉ còn cách nhờ trợ lý Bách điều tra dùm, thì kết quả đúng là anh đang bị tạm giam. Tôi nhanh chóng đến để thăm anh, vì anh chỉ tạm giam nên có thể gặp người thân. Sao em biết mà đến đây? Tôi đang lo lắng biết bao, mà khi gặp anh lại thản nhiên hỏi câu đó. Sao anh lại giấu giếm em? Gì mà đi công tác chứ? Thì anh đi công tác thật, nhưng nửa chừng bị bắt thôi. Có chuyện gì mà anh lại bị bắt? Tai nạn ở công trình có người chết, nên anh là chủ phải chịu trách nhiệm. Rõ ràng là có người hại anh phải nói với công an như vậy chứ. Chúng ta không có bằng chứng, phía công an sẽ không tin đâu. Mà em đừng lo, anh không sao đâu, có luật sư lo cả rồi. Em đừng cho bà nội biết nha, em cứ nói là anh đi công tác nên mai không tiễn nội được. Em biết rồi, em sẽ tìm cách để đưa anh ra ngoài. Em đừng có tự ý làm bậy, bọn họ trong tối không dễ đối phó đâu. Mà sao em lại biết chuyện anh ở đây? Cô Nguyệt đến nói cho em biết. Tại sao cô ta lại biết, khi thông tin vẫn chưa được tiết lộ? Trừ khi... Ý anh việc này liên quan tới cô Nguyệt? Rất có khả năng này. Em đừng nhúng tay vào, để anh nói luật sư điều tra. Em sẽ cẩn thận mà, tạm thời anh phải chịu khổ rồi. Có gì đâu mà khổ, ăn uống có người mang đến tận chỗ, sướng lắm. Mình đang nói cười như không có chuyện gì. Tôi không biết anh lạc quan hay chỉ làm cho tôi thấy, nhưng dù thế nào thì tôi cũng phải tìm cách để anh ra ngoài, cũng như tìm ra kẻ đứng sau tất cả chuyện này. Em về đi, còn lo cho công ty. Chuyện tối... Tôi định hỏi anh chuyện tối qua, nhưng rồi nghĩ để sau, vì chuyện hệ trọng hơn là để anh ra ngoài càng sớm càng tốt. Em sẽ vào thăm anh. Thôi, em đừng có vào. Sao thế? Không có gì, chỉ là không muốn em mệt thôi, em còn lo nhiều việc. Em sắp xếp được mà. Khi rời đi tôi thật không nỡ, nhìn anh mà tôi đau lòng. Nhưng sao tôi thấy anh như đang tạo khoảng cách với tôi vậy? Giống như lúc chuẩn bị về tôi muốn ôm anh mà anh lại né tránh. Ở đây không được sạch sẽ, làm dơ đồ của em đấy. Sao tự dưng em cảm giác anh xa cách với em vậy? Làm gì có chứ, em nghĩ lung tung rồi. Tôi cũng mong là mình nghĩ nhiều thôi. Trên đường về công ty tôi nghĩ đến lời Minh Đăng nói, khả năng liên quan đến cô Nguyệt. Không lẽ vì ghét tôi khi giành chức chủ tịch mà cô Nguyệt muốn hại Minh Đăng hay sao? Nếu vậy cô Nguyệt quá đáng sợ rồi. Vừa đến công ty, vô tình tôi thấy xe cô Nguyệt vừa đi. Thường không xuất hiện ở công ty từ khi tôi làm chủ tịch, hôm nay đến lại nói việc Minh Đăng bị tạm giam. Nghi ngờ nên tôi đã cho xe chạy theo phía sau. Xe cô Nguyệt dừng lại ở một nhà hàng, tôi cũng xuống xe rồi đi vào xem. Để tránh bị phát hiện, tôi ngồi ở góc bàn khuất nhưng vẫn nhìn rõ bàn cô Nguyệt đang ngồi. Tầm một lúc sau có người đàn ông đi vào rồi ngồi xuống, tôi nhìn có hơi quen, như đã gặp qua rồi. Cố gắng nhớ lại thì đó là Phó Tổng Sơn của Thành Công. Nhìn cả hai người nói cười vui vẻ, còn cử chỉ thân mật thì quan hệ không đơn giản rồi. Nhưng tôi được biết Phó Tổng Sơn đã có gia đình. Nói vậy cô Nguyệt là kẻ thứ ba sao? Trước suy đoán của Minh Đăng, vậy khả năng hai người này liên kết với nhau cũng không chừng. Tôi vẫn quan sát hai người nhưng ở xa quá nên không nghe được họ nói gì hết. Chưa được bao lâu thì cả hai cùng nhau rời đi. Tôi cũng nhanh chóng đi theo nhưng sơ ý va phải một người. Xin lỗi. Đi đứng kiểu gì thế? Không có mắt à? Tôi đã xin lỗi mà người này còn nói kiểu khó nghe. Sợ bị phát hiện nên tôi cúi đầu không dám lên tiếng. Chờ hai người rời khỏi nhà hàng rồi tôi mới nhìn lên thì phát hiện là bà Hà. Sao lại là cô? Gì? Đúng là oan gia ngõ hẹp, người không ưa thì đi đâu cũng gặp. Không muốn đôi co vì còn theo hai người kia nên tôi chỉ nói. Tôi chỉ sơ ý đụng chúng gì thôi, đâu cần phải nói những lời khó nghe như vậy. Uống gì tôi đã xin lỗi gì rồi. Cô làm mất tâm trạng ăn uống của tôi rồi, mà xin lỗi chẳng có chút thành ý kiểu nói cho có ấy. Chưa gì muốn gì nữa. Sao con không vào đi mà còn đứng ở đó? Ủa, Thanh Trúc cũng đến đây ăn hả con? Bác Đoàn từ ngoài đi vào, vậy là hai người đến đây ăn. Con chào bác. Bác không nghĩ gặp con ở đây, con ăn chưa? Nếu chưa thì vào ăn cùng với bác luôn. Mẹ muốn mời ai, mẹ cũng phải hỏi ý con trước chứ. Con nói cái gì kỳ vậy hả? Thanh Trúc có phải người xa lạ gì đâu. Dạ, con cảm ơn bác, nhưng con ăn rồi, giờ có việc gấp con phải đi ạ, hẹn khi khác gặp bác nha. Nói rồi tôi đi nhanh ra ngoài, nhưng không còn thấy xe cô Nguyệt đâu nữa, vậy là mất dấu hai người họ rồi.
Tự nhiên mẹ mời cô ta làm gì? Mẹ thắc mắc, sao con lại có thành kiến với Thanh Trúc như vậy? Không lẽ vì con bé là vợ Minh Đăng? Mẹ đã nói con nên cư xử đàng hoàng, Minh Đăng nó là người hiểu chuyện, mà con thì cứ như thế, sao mà hòa thuận được? Con không nghĩ cho chồng con hay sao? Mẹ đừng có để hai đứa nó lừa, ngoài mặt vậy thôi, chứ bên trong âm mưu lắm. Minh Phúc hiền đơn giản, nên mới bị lừa, chứ con thì không dễ đâu. Hà ơi là Hà, mẹ không biết phải nói thế nào để con hiểu nữa. Chuyện gia đình con để con lo, mà mẹ cũng tránh xa hai đứa nó ra đi. Bà Đoàn nghe vậy thì tức giận. Con là con, chứ không phải mẹ của mẹ mà ra lệnh cái kiểu đó. Nói chỉ muốn tốt cho con mà con không chịu nghe. Có phải ba mẹ chiều con quá, nên mới khiến con trở nên tính toán, ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình thôi hay không? Mẹ vì người ngoài mà nói con như thế sao? Chẳng ai người ngoài ở đây hết. Mẹ không muốn ăn nữa, mẹ về đây. Bà Đoàn nói rồi quay người bỏ đi. Có tuổi nên đi đứng cũng không được lanh lẹ, do không để ý khi qua đường đã bị chiếc xe chạy tới đụng trúng. Bà Hà sửng sốt khi chứng kiến cảnh đó, đã chạy nhanh đến ôm lấy bà Đoàn. Mẹ ơi, mẹ có sao không? Mẹ ơi! Bà Đoàn đã bất tỉnh, trên đầu bị thương vì ngã xuống đường nên chảy máu rất nhiều. Gọi cấp cứu với, có ai không? Bà Hà gào lên trong nước mắt. Bây giờ bà mới hối hận khi nói những lời khiến cho mẹ mình tức giận. Những người xung quanh xúm lại xem. Có người đã lấy điện thoại gọi cấp cứu. Rất nhanh họ đã đến và đưa bà Đoàn đi. Tôi kêu tài xế chạy về phía trước xem có thấy xe cô Nguyệt không, nhưng lại không có nên chỉ đành quay về. Khi thấy hai người thân mật, tôi chắc chắn là có mở ám. Về công ty tôi cũng chẳng thể tập trung để làm việc, chỉ phê duyệt vài văn kiện rồi tôi trở về nhà. Vì mai hai nội phải bay rồi nên tôi muốn dành thời gian bên nội nhiều hơn, còn chuẩn bị các thứ nữa. Về đến nhà, bà nội của Minh Đăng lại hỏi về anh, tôi lại phải nói dối. Minh Đăng đi công tác rồi bà, phải vài ngày mới về nên mai chỉ mình con tiễn hai nội thôi. Nó không về nhà mà giờ còn đi công tác nữa, lại còn bỏ con mình, trong khi biết mai bà với bà nội con phải đi. Do công việc quan trọng nên là anh ấy mới phải đi gấp vậy á bà? Cái thằng cứ công việc lo bao nhiêu năm đó còn chưa đủ hay sao? Giờ may mắn lấy được con làm vợ, còn có con nữa mà không biết dành thời gian cho vợ con gì hết. Tôi biết bà của Minh Đăng thương cho tôi nên nói như vậy, nhưng tôi không thể nói sự thật ra được, chỉ đành để bà trách oan cho anh thôi. Bà đừng trách Minh Đăng tội cho anh ấy, vài ngày anh ấy sẽ về thôi bà. Thì bà thương con nên nói như vậy, mà con hiểu cho Minh Đăng bà cũng vui. Vợ chồng mà phải tin tưởng, thấu hiểu, san sẻ cho nhau thì mới bền chặt lâu dài được. Dạ bà dạy con xin nghe, mà bà đã chuẩn bị xong hết chưa ạ? Minh Đăng nói không cần đem gì nhiều qua đó, có người lo hết. Dạ, thôi con lên với bà nội con đi, sắp xa một thời gian nên sẽ nhớ lắm, tranh thủ mà bên cạnh nội con. Con cũng sẽ nhớ bà lắm. Bà cũng nhớ con và chắt của bà. Bà và bà nội con sẽ sớm về, kèm đó là tin vui nội con khỏe hồi phục. Dạ bà. Tôi lên lầu rồi vào phòng nội. Tôi kêu chị Bích mang đồ ăn lên rồi đút cho nội. Thời gian qua tôi bận nên không thể tự tay chăm sóc cho bà. Giờ bà sắp sang Mỹ điều trị, tôi lại không đi cùng nên muốn nhiều khoảnh khắc bên bà. Trông bà ăn vui, dù lúc đầu từ chối muốn tự ăn vì tay bà vẫn cử động được, chỉ riêng chân là không thôi. Nhìn bà mà khóe mắt tôi cay cay. Thật sự tôi rất muốn khóc vì quá nhiều việc ập đến, tôi gần như kiệt sức. Bà nội, người nuôi dưỡng yêu thương tôi vốn đang khỏe mạnh, bỗng dưng trở thành thế này còn quên mất tôi. Bà sắp đi điều trị, dù hy vọng không cao, nhưng tôi luôn nguyện cầu ba mẹ ở trên trời phù hộ để bà khỏe. Người đàn ông tôi yêu lại vướng vào rắc rối, còn người nhà mà chẳng khác gì kẻ địch. Tôi chỉ muốn có cuộc sống bình yên bên những người tôi yêu thương, mà cũng khó như vậy sao? Con khóc đi à? Mắt đỏ hết rồi. Tôi gượng cười nói. Đâu có đâu nội, con gì vừa bay vào mắt nên vậy thôi, mà tối nay con ngủ với nội nha. Sao lại đòi ngủ với bà già này rồi? Bộ vợ chồng con lại giận nhau nữa hả? Đâu có đâu bà, tại chồng con đi công tác rồi, mình con ngủ hơi buồn nên là muốn ngủ với bà nội thôi. Vậy thì được, chứ giận mà bỏ chồng ngủ riêng với bà là bà không chịu đâu. Mà mai mốt con đâu cần bà, vì con có em bé rồi. Thì con và em bé ngủ với bà luôn. Bậy, vợ chồng con cái phải ngủ cùng nhau mới là một gia đình. Bà nội cũng giống như bà của Minh Đăng, đều nói chuyện triết lý nhưng lại cho tôi những bài học quý giá. Bà đã đi trước từng trải nên có gì mà không hiểu. Gia đình của con còn có tới hai bà nội nữa. Nói rồi tôi ôm lấy bà nội, chẳng khác gì đứa trẻ làm nũng để người lớn dỗ dành. Cả đêm tôi ôm bà ngủ ngon. Tôi tự nghĩ rồi đêm mai không có bà, chẳng có anh tôi sẽ ngủ thế nào đây. Bất giác, giọt nước mắt ứa ra lăn dài trên mặt. Tôi dậy rất sớm để làm vệ sinh cá nhân, thay đồ, rồi sang cho bà ăn uống, thay quần áo cho bà,
rồi kêu tài xế vào phụ đưa bà ra xe. Đồ đạc tài xế đã sắp xếp xong, giờ chỉ còn đưa hai bà nội ra đến sân bay nữa thôi. Đúng là giây phút tạm biệt vô cùng buồn, tôi đã không kìm được nước mắt. Nín đi, bà sẽ chăm sóc cho bà nội của con, rất sớm nữa hai bà sẽ về. Con phải giữ gìn sức khỏe, lo cho em bé, bà sẽ sớm khỏe về còn trong chắc. Dạ, hai nội đi đường bình an, đến nơi gọi cho con hay. Bà nội, con nhờ cả vào bà ạ. Tôi nắm tay bà Minh đang nhờ vả. Thôi, đến giờ rồi, hai bà đi nha, con về đi. Dạ. Tôi đứng chờ, tới khi cả hai khuất vào trong thì tôi mới đi ra. Tôi bắt gặp ánh mắt mọi người nhìn mình. Tôi tự hỏi hay là mặt tôi dính gì mà họ nhìn quá, nhưng rồi thôi, sau đó có người lên tiếng. Cô đừng khóc nữa, khóc xấu lắm. Đứa bé rất đáng yêu, nói chuyện rất cưng. Tự dưng tôi nghĩ đến, nếu mình và anh có một cô công chúa sẽ thế nào, giống anh hay giống tôi? Cô không khóc nữa được chưa? Dạ, cô cười rất đẹp, cười nhiều vào cô nha. Tôi hôn cô bé một cái rồi đứng lên đưa tay lau nước mắt. Cảm ơn con đã tiếp thêm động lực để cô cố gắng. Con bé còn hôn tôi một cái nữa, đúng là hạnh phúc. Ra khỏi sân bay lúc chuẩn bị lên xe, tôi nghe được một người đàn ông đang nói chuyện điện thoại cách tôi không xa. Ông Sơn, sao ông vẫn chưa chuyển khoản tiền cho tôi khi tôi làm xong việc? Nếu ông không đưa, thì tôi sẽ tìm vợ cái thằng ông kêu tôi hại, tôi đòi tiền và nói ra hết chân tướng ông giật nợ. Nghe nhắc đến ông Sơn, làm tôi liên tưởng đến Phó Tổng Sơn của công ty Thành Công. Nhìn người đó tay cầm theo hành lý, có vẻ sốt sắng lắm, hình như chuẩn bị đi đâu đó thì phải. Trực giác mách bảo tôi, người này chắc chắn liên quan đến ông ta, nên tôi đã đi đến gần hơn. Người này đang rất tức giận, đá chân mạnh vào tường. Ông đừng tưởng tôi là con nít mà muốn quỵt. Lúc kêu tôi làm, ông nói hay lắm, giờ trả tiền thì hứa lần hứa lữa. Giờ tôi muốn ông chuyển tiền ngay cho tôi, để tôi đi xa lánh nạn một thời gian. Nếu còn ở đây, tôi sợ bị túm, đến đó ông đừng hòng thoát liên can. Hình như bên kia đã tắt máy, cho nên hắn ta càng tức giận hơn. Má nó chứ, ông chờ đó cho tôi, thằng Bình không dễ bị bắt nạt đâu. Nghe đến đây thì tôi chắc chắn hắn chính là tên Bình đã tiếp cận ông Tám để vào công trình làm. Cũng chính hắn tạo nên hiện trường làm sập giàn giáo để nhằm hãm hại Minh Đăng nhưng bất thành. Chắc là định cao chạy xa bay đây, nhưng tiền bạc lại không thỏa đáng. Tôi nghĩ đây là cơ hội để mình có thể tiếp cận hắn. Anh đang cần tiền đúng không? Tôi có thể cho anh tiền. Hắn ta nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực. Cô là ai? Tôi là ai, anh không cần quan tâm. Chỉ cần anh biết một điều, tôi có thể cho anh tiền. Hắn ta cười lên. Không ai ngu đến nỗi đem tiền đi cho người xa lạ đâu. Cô tưởng tôi dễ bị gạt lắm hay sao? Đương nhiên không ai cho không ai thứ gì. Tôi cho anh tiền, thì đổi lại, anh cũng cho tôi lại thứ tôi cần chứ. Tôi có gì mà cô cần? Hắn ta bắt đầu đề phòng hơn, nhìn ngó xung quanh. Anh yên tâm đi, tôi chỉ có một mình thôi. Anh là đàn ông, không lẽ lại sợ một phụ nữ chân yếu tay mềm như tôi sao? Nghe vậy hắn có vẻ tin tưởng. Tôi không quen biết cô. Trước lạ sau quen mà. Hay là chúng ta tìm chỗ nào uống nước rồi nói chuyện đi. Tôi có xe, nếu không chê thì mời anh đi cùng tôi. Hắn ta suy nghĩ một hồi thì nói. Đến chỗ bán nước đằng kia ngồi được rồi. Hắn ta rất cẩn thận nên không chịu lên xe. Tôi cũng vui vẻ đồng ý, rồi cùng hắn đến chỗ bán nước ngồi. Phục vụ mang nước ra tôi mới nói. Anh uống đi. Cảm ơn cô. Cô cần gì ở tôi cô cứ nói đi. Anh đừng gấp, cứ uống nước đi rồi chúng ta nói chuyện sau. Hắn ta miễn cưỡng cầm ly nước cà phê lên uống. Anh định đi đâu sao? Tôi về quê thôi. Anh tên là Bình đúng không? Sao cô biết tên tôi? Anh từng ngỏ ý xin ông Tám đưa mình vào công trình của MS để làm đúng không? Cô... Sắc mặt hắn ta bắt đầu thay đổi, có vẻ run sợ đứng lên định trốn đi thì tôi nói. Anh đừng sợ, tôi không làm gì anh đâu. Nếu không bây giờ anh đâu ngồi ở đây. Tôi biết có người phía sau sai khiến anh làm. Hắn ta từ từ ngồi xuống ghế. Cô là ai? Cô muốn gì? Tôi chỉ muốn hỏi anh, có phải Phó Tổng Sơn là người kêu anh hãm hại giám đốc của MS và những vụ tai nạn ở công trường hay không? Chuyện này... Hắn ta vẫn không muốn tiết lộ, có thể sợ điều gì đó. Chỉ cần anh chịu đứng ra làm chứng vạch tội Phó Tổng Sơn, tôi hứa sẽ thuê luật sư bào chữa cho anh, giảm nhẹ tội. Không những vậy còn cho anh một số tiền. Anh đừng tưởng mình im lặng là tốt. Hiện tại, Phó Tổng Sơn đã qua cầu rút ván, không trả tiền như đã hứa cho anh. Biết đâu ông ta giết người diệt khẩu. Đến khi đó có khi anh chết lúc nào anh cũng không biết đấy. Hắn ta có biểu hiện lo sợ đến nỗi toát mồ hôi chán. Vậy, cô có đảm bảo an toàn cho tôi không? Tất nhiên. Chỉ cần anh đồng ý đứng ra vạch tội của Phó Tổng Sơn thôi. Được, vậy tôi sẽ tin cô.
Nghe được hắn đồng ý, tôi rất vui mừng vì Minh Đăng sẽ sớm được thả ra. Vậy giờ anh hãy kể lại toàn bộ những việc Phó Tổng Sơn đã kêu anh làm được hay không? Để đề phòng bất trắc, tôi đã ghi âm lại tất cả. Tôi được Phó Tổng Sơn thuê, kêu giả làm công nhân để vào làm công trình của MS, tìm cách hại một người tên là Minh Đăng. Ông ấy cho tôi ảnh, cố tình tiếp cận ông Tám là người làm lâu ở đó, rồi kể hoàn cảnh xin vào làm. Cuối cùng tôi cũng được ông Tám đồng ý. May mắn hôm đó giám đốc Minh Đăng cũng có mặt khảo sát công trình. Tôi đã lén tháo bỏ giàn giáo canh lúc anh ta đi xuống mà làm sập. Nhưng tôi không ngờ người bị hại lại là quản lý. Tranh thủ lúc hỗn loạn, tôi đã bỏ chạy khỏi đó. Vì không hại được người Phó Tổng Sơn cần, nên ông ta bắt tôi vào làm ở công trình khác của MS và tạo ra tai nạn tương tự. Xong việc, ông ta hứa trả tiền, nhưng không thấy tôi sợ bị truy ra nên muốn trốn về quê. Mọi chuyện đã rõ ràng, chính Phó Tổng Sơn ở phía sau âm mưu chỉ đạo. Nhưng tôi thấy giữa Minh Đăng và Thành Công nói chung, Phó Tổng Sơn nói riêng, làm gì có thù hằn đến mức như thế. Tôi nghĩ đến cô Nguyệt, nếu quan hệ của hai người như tôi nghĩ thì có thể vì tình cảm nên hận Minh Đăng và ghét tôi nên kêu Phó Tổng Sơn làm những việc đó. Mà sao tôi thấy cô quen quen, hình như gặp qua ở đâu rồi? Tôi thắc mắc. Anh gặp tôi sao? Đúng rồi, cô là người ở chung cư AB. Ý anh là sao? Phó Tổng Sơn lần đó có kêu tôi đến chung cư AB đem một người đi. Khi tôi đến gần tới thì nghe tiếng la nên núp lại. Tôi nhìn thấy người đàn ông chạy vào cầu thang, sau đó mang theo cô gái đi ra. Tôi đã gọi cho Phó Tổng Sơn thì ông ta nói tôi quay về đi, kế hoạch đó hủy. Tôi nhớ cô gái đó và cô rất giống nhau. Theo lời tên Bình thì lần tôi bị đánh ngất chính là Phó Tổng Sơn đã làm. Nửa chừng Minh Đăng xuất hiện đã phá hỏng kế hoạch của ông ta. Nhưng lúc đó tôi chỉ mới đảm nhận chức tổng giám đốc thôi mà. Không lẽ vì tôi làm ông Cương hủy bỏ đơn kiện, cay cú quá nên Phó Tổng Sơn làm như vậy? Nhớ lần ở Phát Đạt, tôi và Minh Đăng đến gặp thì Phó Tổng Sơn từ trong đi ra. Minh Đăng có nói nhìn ông ta rất quen mắt. Có thể hôm đó hại tôi, ông ta đeo khẩu trang che mặt nhưng không giấu được ánh mắt của mình. Cảm ơn anh đã cho tôi biết thêm một chuyện xấu của Phó Tổng Sơn. Giờ anh theo tôi lên xe đi, tôi đưa anh đến công an trình báo. Đến công an sao? Vậy tôi phải ngồi tù đúng không? Anh đừng lo, khi anh đầu thú sẽ được giảm án, mà tôi cũng sẽ thuê luật sư cho anh, cố gắng để anh lãnh mức án nhẹ nhất. Một khi làm việc xấu hại người, anh cũng phải lường trước hậu quả chứ. Tôi giờ hối hận quá, vì nổi lòng tham nên đi làm chuyện xấu như thế. Anh có người thân không? Tôi còn người mẹ già ở quê. Anh không thương mẹ mình hay sao? Trước đây, đúng là tôi chỉ biết nghĩ bản thân mình, ăn chơi lêu lỏng, phá làng phá xóm, nghe lời bạn bè lên thành phố làm nhưng chẳng nên thân. Lười nhác nên tôi mới bị Phó Tổng Sơn dụ dỗ nghe theo ông ta mà hại người. Khi đã làm rồi tôi mới biết lòng chẳng khi nào yên, cứ thấp thỏm sợ bị bắt ở tù. Lúc đó tôi nghĩ đến mẹ nên muốn về quê, cứ tưởng lấy được tiền của ông ta về lo cho mẹ, không ngờ ông ta lại cháo trở. Anh biết hối cải cũng là một điều tốt. Anh yên tâm, anh chịu đứng ra chỉ tội Phó Tổng Sơn, tôi sẽ cho tiền gửi về quê cho mẹ anh. Tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Thôi, giờ anh đi cùng tôi nha. Trả tiền nước xong, tôi đưa tên Bình lên xe để chở đến đồn công an đầu thú. Nghĩ đến việc Minh Đăng sắp được thả ra tôi vui lắm. Tài xế vẫn lái xe bình thường, nhưng từ đâu một chiếc xe khác lao đến, tôi chỉ kịp hét lên. Cẩn thận! Cả người tôi chỉ là một cảm giác đau. Tôi cố mở mắt nhưng mọi thứ rất mơ hồ, tôi nghe bên tai mình rất ồn. Tài xế với người thanh niên kia nặng quá, chắc không qua khỏi đâu. Cô gái kia tội quá, không biết sống nổi không. Từ từ, tôi không còn nghe được gì nữa cả, bóng tối dần bao lấy tôi. Bảo Nam đang lái xe trên đường, chứng kiến tai nạn thì dừng xe lại xem, thấy chiếc xe gần như bể nát và cháy. May mắn, mọi người đã đưa được hai người đàn ông, một trong số đó là tài xế ra ngoài, nhưng đã chết, còn cô gái cả người toàn là máu, nằm bất tỉnh, tình hình khá nghiêm trọng. Thấy vậy, anh đã gọi cứu thương và sơ cứu cho cô. Bảo Nam đang học ngành y bên Mỹ, chuyến này về nước để thăm gia đình. Lúc này anh có hẹn bạn cà phê thì nhìn thấy tai nạn, không thể trơ mắt làm ngơ nên Bảo Nam đã trợ giúp. Kiểm tra mạch và tim của cô vẫn còn nhưng rất yếu, vết thương ở trên người bị xây sát rất nhiều, nặng nhất chính là ở đầu. Xe cấp cứu đã đến, Bảo Nam trợ giúp đưa cô lên xe rồi cũng lái xe của mình theo. Lúc đưa cô lên băng ca, Bảo Nam thấy cô cứ cầm chặt cái điện thoại nên anh đã giữ hộ, nhưng có lẽ do va chạm cái điện thoại cũng bị hỏng. Ở bệnh viện, Bảo Nam không thể có cách nào liên lạc được với người của cô nên anh tạm thời đứng ra lo mọi thủ tục. Anh chỉ mong cô tai qua nạn khỏi, dù chỉ là người lạ không hề quen biết. Chờ hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Cô ấy có sao không chú? Bác sĩ trưởng khoa là người quen với Bảo Nam nên hỏi.
Cô gái nằm bên trong là thế nào với cháu vậy? Trên đường gặp tai nạn nên con đưa vào đây thôi chú. À vậy hả? Cô gái bị thương rất nặng, tuy đã qua nguy hiểm nhưng vẫn còn hôn mê. Vậy khi nào cô mới tỉnh lại hả chú? Cái này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nên chú không thể nói trước được điều gì. Mà cháu có liên hệ được với người nhà của cô gái đó chưa? Vẫn chưa chú ạ. À. Trên người cô ấy không có giấy tờ, chỉ có mỗi chiếc điện thoại cầm trên tay nhưng bị hỏng mất rồi. Vậy cháu có thể nhờ bên công an xem sao? Tạm thời xem tình trạng của cô ấy thế nào đã. Tùy cháu, theo chú đi làm việc nha. Dạ, con cảm ơn chú rất nhiều ạ. Đó là trách nhiệm của chú mà. Bảo Nam có điện thoại gọi đến, lấy ra xem thì là của bạn, anh liền nhấc máy nghe. Sao còn chưa đến nữa, bọn này đợi cậu lâu lắm rồi đấy. Xin lỗi các cậu nha, tôi đang có việc gấp không đến được, hẹn hôm khác nha. Ủa, cậu chơi gì kỳ vậy Bảo Nam, hẹn bọn này rồi cho leo cây à? Việc đột xuất tôi đâu có muốn đâu, hôm khác tôi bù nha. Nói lắm thì đám bạn mới chịu thông cảm cho anh. Tắt điện thoại xong, Bảo Nam đi đến phòng chăm sóc đặc biệt. Đứng bên ngoài nhìn vào trong thông qua cánh cửa kính, anh có chút thương cảm dành cho cô gái trẻ không may, chỉ mong cô sớm tỉnh lại. Anh cho người tông xe vào con Thanh Trúc sao? Thu Nguyệt vừa đến nơi hẹn gặp thì nghe Phó Tổng Sơn kể lại sự việc vừa rồi. Ừ, nếu không, cô ta sẽ đưa thằng Bình vào đồn công an. Đến lúc đó chúng ta sẽ không xong. Sao lại là chúng ta mà không phải là anh? Em đừng quên việc này anh làm là vì em đấy. Em định phủi bỏ tất cả sao? Cả chuyện em ghét cháu mình, xỏ mỏ vào dự án chung cư AB mà kêu anh cho nó bài học hay sao? Thu Nguyệt vì chuyện của bà Lê cho Thanh Trúc lên làm tổng giám đốc mà trong lòng đã bất mãn. Thêm sự cố ở chung cư AB, Thanh Trúc nhảy vào giải quyết làm cho cô bẽ mặt nên đã kêu Phó Tổng Sơn cho Thanh Trúc một bài học. Tự nhiên anh nhắc chuyện đó làm gì? Mà em chỉ nói đùa thôi. Anh làm vậy cũng hay, nó có gì thì em sẽ được lên làm chủ tịch. Hình như có người đưa nó vào bệnh viện rồi, không biết sống chết thế nào. Riêng thằng Bình và tài xế thì đã chết, như vậy cũng xem như trừ hậu họa. Nhưng sao anh biết được thằng Bình đi cùng với con Thanh Trúc? Thằng Bình muốn bỏ trốn đòi tiền anh, nhưng anh đâu có ngu mà đưa cho nó. Anh đã tìm đến định bịt đầu mối, ai ngờ gặp nó lên xe cùng với cô ta. Anh nghĩ khả năng sự việc bị bại lộ nên đã ra tay trước phòng ngừa hậu quả. Anh thật thông minh, không uổng công em hết lòng mà. Vậy thưởng cho anh chứ. Thôi hôm khác đi, hôm nay em không có hứng. Mà anh với em hạn chế gặp nhau đi, tránh rắc rối. Em nay sao thế? Có gì mà rắc rối? Chiều anh mà, cất công gặp nhau mà em bắt anh nhịn sao anh chịu được. Phó Tổng Sơn được thế lao vào Thu Nguyệt mà hôn ngấu nghiến. Thu Nguyệt cũng phối hợp cho có, vẻ mặt có phần miễn cưỡng. Bảo Nam vô tình thành người nuôi bệnh bất đắc sĩ, anh phải túc trực ở bệnh viện để xem tình hình của Thanh Trúc, không dám rời khỏi quá lâu, về nhà tranh thủ tắm rửa rồi lại đến bệnh viện, không kịp ăn cơm, phải mua ở ngoài mang vào phòng bệnh để ăn. Ba mẹ anh thấy lạ nên hỏi. Con vừa về sao lại đi nữa rồi, còn không ăn cơm nữa? Con đến nhà bạn ăn, chắc tối con ngủ lại, thôi con đi nha. Nói rồi Bảo Nam đi nhanh ra ngoài, bà My chỉ biết lắc đầu thở dài. Con trai học xa lâu ngày mới về, bà chỉ muốn có nhiều thời gian bên con, nhưng nghĩ con cũng có bạn bè gặp gỡ, không thể chỉ bắt ở nhà mãi được. Vợ chồng bà chỉ có mình Bảo Nam là con trai, nên rất thương, không muốn con sống xa gia đình. Nhưng vì con đam mê với ngành y, nên đành dặn lòng để con đi du học xa. Mình đang ở phòng tạm giam đang nói chuyện với luật sư. Khi nào tôi mới được ra ngoài? Anh ráng chờ thêm, tôi đang cố thuyết phục người nhà ký vào giấy bãi nại. Mà lạ một điều là dù tôi có nói đồng ý bồi thường số tiền lớn hơn mức quy định của pháp luật mà họ khăng khăng từ chối. Theo như tôi nói, có kẻ muốn hại tôi nên ở phía sau giở trò, cho nên việc thao túng người nhà nạn nhân cũng là điều dễ hiểu thôi. Nếu vậy thì sẽ rất khó. Bọn họ muốn tôi ngồi tù, vậy tôi cũng không thể để cho họ yên. Ý anh là... Giờ anh cứ làm theo tôi nói. Luật sư sau khi nghe Minh Đăng nói xong thì rất bất ngờ, nhưng vẫn nghe theo sự sắp xếp của anh. Sáng sớm, Diễm Quỳnh đã cầm điện thoại chạy sang phòng Thu Nguyệt với vẻ mặt hớt hải. Mẹ, đây có phải mẹ không? Con nhỏ này, mới sáng sớm mà nói cái gì vậy? Con hỏi đây có phải mẹ không? Diễm Quỳnh đưa điện thoại lên trước mặt Thu Nguyệt. Trên đó là ảnh của cô thân mật với Phó Tổng Sơn, cả hai đi vào khách sạn. Không chụp chính diện, nhưng nếu là người quen nhìn sẽ nhận ra ngay, huống gì là hai mẹ con. Thu Nguyệt sắc mặt thay đổi nhưng chối. Không phải mẹ. Rõ ràng là mẹ mà, con nhớ mẹ có chiếc váy này. Mẹ nói không phải mẹ, con nghe không hiểu hay sao? Đi về phòng ngay. Diễm Quỳnh bị nạt nên giận bỏ về phòng, còn Thu Nguyệt có vẻ lo lắng, đi tới đi lui rồi lấy điện thoại gọi cho Phó Tổng Sơn.
chúng ta bị chụp ảnh đưa lên báo rồi. Bên đây, Phó Tổng Sơn một phen lo lắng. Sao lại lên báo được chứ? Làm sao mà em biết được? Mà may là không phải ảnh chụp chính diện. Nếu không em không biết ăn nói sao với con gái. Nó chuẩn bị đi lấy chồng. Bên nhà xui là gia đình danh giá nữa. Nếu để họ biết, sợ ảnh hưởng tới cuộc hôn nhân. Đâu riêng mỗi em lo đâu. Anh đây còn công việc. Chưa kể con vợ già nhà anh mà biết là có chuyện rồi. Giờ anh sợ có phải là quá muộn rồi không? Sao anh nói sẽ ly hôn vợ, đến với em? Đúng là lời hứa của đàn ông chẳng thấy tin được. Thì anh đâu có nói là không ly hôn đâu. Chỉ là cần thời gian để anh thu xếp. Có gì mà thu xếp? Chẳng phải ký đơn ra tòa là xong hay sao? Đâu có dễ như vậy đâu. Nếu mà ly dị thì tài sản sẽ thuộc về vợ anh, vì đó đều là bên nhà vợ cho cả. Chức vụ phó tổng ở Thành Công cũng là nhờ quan hệ bên nhà vợ. Lúc này Thu Nguyệt mới vỡ lẽ ra. Phó Tổng Sơn chỉ được bề ngoài, thực chất bên trong rỗng tuét. Với một người khôn ngoan tham lam như Thu Nguyệt, làm sao chấp nhận được? Cô nhanh chóng thay đổi ý định. Nếu vậy thì anh cứ thu xếp chuyện nhà đi, có gì báo em. Còn chuyện tờ báo anh không nhận thì không ai làm được gì đâu. Anh biết rồi, tạm thời em ráng đợi thêm một thời gian nữa nha. Anh sẽ tìm cách chuyển tài sản qua, rồi ly dị con vợ già cưới em. Thu Nguyệt cũng vừa đồng ý. Em sẽ chờ. Tắt máy xong, Thu Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi mới ra khỏi phòng. Xuống phòng khách thì hỏi bà Sáu. Diễm Quỳnh đang ăn sáng trong đó hả? Dạ, cô Quỳnh đi làm rồi. Thu Nguyệt có vẻ bực tức cằn nhằn. Nó đi làm mà sao không đợi tôi đi cùng? Cô có ăn sáng không để tôi vào dọn? Thôi khỏi, giờ tôi đi luôn. Nói rồi Thu Nguyệt đi luôn ra ngoài. Bà Sáu nhìn theo mà thở dài. Từ lúc bà Lê bị bệnh rồi được đưa đi chữa trị thì không nghe tin tức. Thành Trúc thì bị Thu Nguyệt đuổi đi. Bà thấy bất công với cô khi bị đối xử như thế, nhưng chỉ là phận người ăn kẻ ở, bà nào dám lên tiếng. Làm ở đây lâu, bà biết rõ Thu Nguyệt xấu tính, Diễm Quỳnh cũng như thế, riêng Thanh Trúc là ngoan hiền lễ phép. Lúc bà Lê còn khỏe mạnh thì Thu Nguyệt còn dè chừng, nhưng khi bà Lê bệnh ngay lập tức lộng quyền, nhất là đuổi cháu mình là Thanh Trúc ra khỏi nhà. Ngôi nhà không có bà Lê và Thanh Trúc có vẻ lạnh lẽo hơn. Thu Nguyệt và Diễm Quỳnh cứ đi suốt, về thì khó chịu đủ thứ, đôi lúc chán muốn nghỉ làm. Nhưng bà Sáu nghĩ đến ân tình của bà Lê đã rất tốt với mình, cũng như thương Thanh Trúc, nên ráng làm chờ hai người trở về. Thu Nguyệt đến công ty thì gọi trợ lý Bách đến. Từ giờ, mọi việc ở công ty sẽ do tôi quản lý, có gì cứ mang đến cho tôi. Trợ lý Bách hơi bất ngờ, vì từ khi Thanh Trúc lên làm chủ tịch, Thu Nguyệt trở lại chức vụ phó tổng ít khi đến công ty mà giờ lại kêu như vậy. Trợ lý Bách còn chưa thấy Thanh Trúc đến nên không biết phải làm sao. Anh không nghe tôi nói gì hay sao? Tôi nghe, nhưng tôi không hiểu cho lắm. Sao phó tổng lại quản lý công ty, còn chủ tịch đâu? Hiện tại nó không đến công ty được. Ở đây không có nó thì tôi là người nắm toàn quyền, nên tôi nói gì phải nghe đó. Trợ lý Bách thắc mắc, Thanh Trúc làm sao mà Thu Nguyệt nói như vậy? Cần phải tìm hiểu, nên trợ lý Bách nói về phòng làm việc, sau đó lấy điện thoại gọi cho Thanh Trúc nhưng không được. Có hơi lo lắng, không biết cô có xảy ra chuyện gì hay không. Công ty lại thay đổi, sợ là loạn hết cả lên. Luật sư bất ngờ có tin tốt đến thông báo cho Minh Đăng. Người nhà nạn nhân tự nhiên đổi ý nhận bồi thường và bãi nại. Vậy tôi được ra khỏi đây rồi đúng không? Luật sư gật đầu. Tôi đã làm đơn đưa cho phía công an, chắc chút nữa sẽ có quyết định thôi. Minh Đăng lúc này thắc mắc. Anh có biết tại sao người nhà họ đổi ý không? Tôi có điều tra và được biết, có người bí ẩn hứa cho họ số tiền lớn bắt họ kiện chúng ta, nhưng đến ngày hẹn lại không đưa tiền, vì thế đã đổi ý. Vậy có biết kẻ đứng sau lưng là ai không? Liên lạc qua điện thoại, mà đó chỉ là sim giác nên rất khó biết được. Tôi biết rồi. Minh Đăng lúc này đang nghĩ đến Thanh Trúc. Thời gian ở đây, không lúc nào anh không ngừng nhớ đến cô. Hôm trước cô đến xong thì không thấy nữa. Minh Đăng nghĩ chắc vì anh nói cô đừng đến. Thật ra anh không muốn cô lo nên mới nói như thế thôi. Sau đó ở trên thông báo, Minh Đăng được thả anh cùng với luật sư ra về. Lên xe là Minh Đăng gọi ngay cho Thanh Trúc để báo tin. Nhưng không được, ý là điện thoại của cô hết pin nên đến thẳng Phát Đạt để dành bất ngờ cho cô. Lúc này anh cũng gọi cho bà Trần để hỏi xem tình hình bên đó, thì được bà cho hay mọi việc vẫn ổn, bà Lê cũng được thăm khám bắt đầu điều trị. Bà cũng thắc mắc không liên lạc được với Thanh Trúc. Nghe đến đây, Minh Đăng có phần lo lắng, cảm giác bất an nhưng vẫn trấn an bản thân mình, có thể là do cô bận. Để cho bà Lê yên tâm, anh cũng nói như thế. Vào sảnh thì anh gặp được trợ lý Bách. Tôi đến gặp Thanh Trúc, cô ấy trên phòng làm việc sao? Chủ tịch hai ngày nay không đến công ty ạ. Không đến công ty? Cô ấy có nói gì không? Không có, tôi không liên lạc được với Thanh Trúc. Sao lại như thế? Có điện thoại gọi đến,
Minh Đăng liền lấy ra xem có phải Thanh Trúc không, nhưng không phải. Anh liền nghe xem là ai thì biết bên công an gọi. Gọi báo cho anh hay về tai nạn của tài xế của mình. Hiện trường còn có thêm những người khác nữa. Qua thời gian xác minh thì biết người này tên là Bình, quê ở Vĩnh Long nhưng tạm trú ở thành phố. Đây nằm trong thành phần bất hảo và có vài tiền án trộm cắp. Theo lời khai của người dân thì họ có nói thêm một cô gái trên xe nữa nhưng đã được đưa đi cấp cứu. Công an vẫn tiếp tục điều tra danh tính. Minh Đăng không đủ bình tĩnh vì khả năng người họ nói đến chính là Thanh Trúc. Việc tên Bình đi cùng trên xe là như thế nào? Làm sao cô lại tìm gặp được hắn? Bao nhiêu nghi vấn đặt ra trong đầu không lời đáp, nhưng tất cả không quan trọng bằng cô. Minh Đăng nhanh chóng rời khỏi Phát Đạt để đến công an hỏi rõ tình hình. Trợ lý Bách ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô gái trên xe là vợ tôi. Tôi muốn biết hiện giờ vợ tôi ở đâu. Minh Đăng không khống chế được mà nói có phần lớn tiếng. Một cán bộ công an trả lời. Anh bình tĩnh đi. Do chưa nhận được bất kỳ thông tin báo nào đến, nên chúng tôi cũng không biết chính xác cô gái trong vụ tai nạn giao thông đang ở đâu. Minh Đăng tức giận. Không ai đến báo tin, rồi các anh kệ không quan tâm luôn hay sao? Cán bộ công an cố gắng giải thích. Vấn đề ở đây là hai người trên xe đã mất, nên không thể biết danh tính của cô gái trên xe, mà chúng tôi cũng không nhận được thông tin tìm kiếm từ người thân, nên xử lý có phần chậm trễ. Vậy bây giờ tôi yêu cầu các anh tra ra vợ tôi đang ở đâu ngay lập tức. Anh đợi đi, tôi đã cho người đi điều tra rồi. Minh Đăng lòng nóng như lửa, không thể nào bình tĩnh được. Anh biết rõ do không có ai báo đến nên họ hời hợt. Chứ nghiệp vụ của công an muốn biết một người bị thương đang nằm ở bệnh viện nào rất dễ. Chẳng ngồi yên được, anh đi tới đi lui mong chờ tin tức. Được hơn nửa tiếng thì người cán bộ công an trở lại. Có tin rồi, cô gái đó được đưa vào bệnh viện Tâm Đức. Biết được thông tin, Minh Đăng lập tức đi tới đó. Lúc này ở bệnh viện, Bảo Nam vẫn đang trực ở phòng bệnh của Thanh Trúc. Đã gần 2 ngày mà cô chưa tỉnh. Đang học y nên anh cũng hiểu rõ tình trạng của cô, không thể nói trước điều gì cả. Việc liên hệ người nhà vẫn không được vì trên người cô không có bất kỳ giấy tờ nào ngoài chiếc điện thoại bị hư. Vì cô chưa tỉnh nên cũng không trình báo công an. Nhờ quan hệ quen biết với giám đốc bệnh viện nên việc điều trị của cô không quá phiền phức. Đang ngồi thì Bảo Nam thấy bàn tay của cô khẽ cử động. Anh vui mừng vì biết cô sắp tỉnh lại. Đúng là sau đó cô đã mở mắt. Cô tỉnh lại rồi. Tôi cảm giác như mình vừa trải qua một giấc ngủ rất dài. Cả người ê ẩm như có tảng đá nặng đè lên người mình. Trước mắt mọi thứ mờ ảo. Tôi nghe được giọng người. Tôi thử nhắm mắt rồi mở ra vài lần thì mới thấy rõ được tất cả. Tôi nhìn người đàn ông xa lạ hỏi. Anh là ai? Tôi đang ở đâu đây? Tôi tên là Bảo Nam, là người thấy cô bị tai nạn nên đưa cô vào đây. Còn ở đây là bệnh viện. Bệnh viện? Tôi nhớ mình cùng với tên Bình đang trên đường đến chỗ công an cho hắn đầu thú. Sau đó có chiếc xe ngược chiều tông vào. Trên tay tôi khi đó vẫn giữ chặt lấy điện thoại vì nó vô cùng quan trọng. Tôi hét lên rồi không biết gì nữa. Nói vậy, anh đưa tôi vào bệnh viện sao? Đúng, không liên hệ được với người nhà của cô, nên tôi phải ở đây chăm sóc chờ cô tỉnh lại. Cảm ơn anh nhiều lắm. Vậy anh có biết tin về hai người đi cùng tôi không? Hình như hai người họ không qua khỏi, chỉ có mình cô là may mắn. Tài xế và tên Bình đã chết sao? Vậy Minh Đăng phải làm sao đây? Đáng lẽ anh sẽ được thả ra khi tên Bình đồng ý tự thú, nhưng nửa đường lại gặp tai nạn. Tôi nhớ lúc đó chiếc xe như nhắm thẳng vào xe của tôi. Không lẽ việc này không phải là tai nạn? Cô mới tỉnh lại, để tôi gọi trưởng khoa đến kiểm tra cho cô. Tôi nhìn anh ta rồi nói. Cảm ơn anh. Sau đó anh ta đi gọi bác sĩ đến kiểm tra, xong thì tôi được chuyển sang một phòng khác. Sức khỏe của cô đã ổn nhưng cần theo dõi thêm. Cô cho tôi biết cách liên hệ cho gia đình thì cứ nói tôi giúp đỡ. Nhắc đến tôi lại lo cho Minh Đăng. Đáng lẽ anh sẽ được ra, mà giờ tên Bình lại không còn thì biết làm sao đây. Cô cho tôi số người nhà rồi tôi gọi cho. Đúng rồi, đoạn ghi âm khi tên Bình kể lại tôi có ghi lại. Nó nằm trong điện thoại khi trên xe tôi vẫn luôn cầm trên tay. Nhìn ráo rác tôi tìm kiếm rồi hỏi. Điện thoại của tôi đâu? À, điện thoại của cô bị hỏng nên tôi mới không có cách nào liên hệ được với người nhà của cô. Bị hỏng sao? Chắc là do trong khi xảy ra tai nạn đã va đập. Vậy điện thoại tôi đâu? Anh đưa lại tôi đi, xem có sửa lại được không? Vừa mới lóe lên tia hy vọng thì lại bị dập tắt khi chiếc điện thoại bị hư. Chỉ mong nó vẫn còn sửa được. Điện thoại của cô tôi đã đem về nhà cất rồi. Nếu cô cần tôi sẽ về nhà mang lấy vào. Nó rất quan trọng với tôi, phiền anh đem vào cho tôi với. Chút tôi về lấy cho cô. Mà cô vừa tỉnh lại, điều cần thiết là hồi phục lại sức khỏe đã. Để tôi đi mua cháo cho cô ăn nha. Tôi không muốn ăn chút nào. Nhưng mà bây giờ Minh Đăng bị tạm giam,
mà tôi nằm ở đây thì làm sao giúp được anh. Tôi cần phải nhanh khỏe lại. Cảm ơn anh nhiều lắm. May mắn tôi gặp được anh và được anh giúp đỡ. Có thể chúng ta có duyên, mà tôi học y nên khi gặp người bị nạn tôi không thể trơ mắt nhìn được. Lương tâm tôi không cho phép. Tôi hơi bất ngờ khi anh ta là bác sĩ. Anh tốt vậy, lại chọn ngành cao cả cứu người khiến tôi nể phục quá. Cô nói quá rồi, nói chuyện nãy giờ vẫn chưa giới thiệu. Tôi tên Bảo Nam. Tôi tên là Thanh Trúc. Vậy Thanh Trúc nằm nghỉ đi, tôi đi mua cháo cho. Sẵn anh về nhà, lấy điện thoại cho tôi được không? Mong là sửa được, vì bên trong có thứ quan trọng với tôi. Tôi định mua cháo cho Thanh Trúc ăn, rồi mới về nhà. Mà Thanh Trúc cần vậy, nên tôi chạy về nhà lấy, cũng không lâu đâu. Cảm ơn anh nha. Bảo Nam đi rồi, chỉ còn mỗi mình tôi. Thời gian tôi hôn mê, không liên lạc được với hai bà nội, không biết sang đó thế nào, bệnh tình của bà nội làm sao nữa. Mình đang không thấy tôi vào có nghĩ gì không? Bao nhiêu chuyện làm tôi đau hết cả đầu. Nghe tiếng động tôi nhìn đến, nhưng vẫn không dám tin vào mắt mình. Là Minh Đăng. Sao anh lại biết tôi ở đây? Chưa kể anh vẫn đang tạm giam mà. Sợ là do quá nhớ anh mà ảo giác thì anh đã chạy đến ôm lấy tôi. Anh đã sợ thế nào em có biết không? Anh sợ em có chuyện gì? Cứ nghĩ đến điều đó là anh không thể nào thở nổi. Tôi cảm nhận được hơi ấm chuyển đến. Như vậy không phải là tôi mơ hay ảo giác mà anh là thật. Nhưng sao anh lại được thả ra, còn biết tôi đang ở đây mà đến? Hiểu được tâm trạng của anh nên tôi không vội hỏi. Em nói anh biết đi, đã xảy ra chuyện gì? Sao em lại đi cùng với tên Bình và còn gặp tai nạn? Tôi kể lại toàn bộ sự việc cho Minh Đăng nghe và cả suy đoán của mình. Vậy đã rõ ràng Phó Tổng Sơn ở phía sau gây nên mọi chuyện. Có thể ông ta biết tên Bình đi cùng với em, nên là muốn bịt đầu mối đây mà. Nếu vậy thì ông ta quá đáng sợ rồi. Mà sao anh ra được đây? Luật sư lấy được đơn bãi nại từ người nhà của công nhân gặp nạn ở công trình. Sự việc hơi khó khăn vì lúc đầu họ không chịu nhưng sau lại đổi ý. Mà trong này cũng có sự nhúng tay của Phó Tổng Sơn. Giờ tên Bình không còn, làm sao đưa ông ta ra pháp luật đây? Em nói là mình có đoạn ghi âm, nó sẽ là bằng chứng. Khi xảy ra tai nạn điện thoại bị hỏng, em không biết có sửa để lấy được đoạn ghi âm ra không nữa. Em yên tâm, việc này để anh lo. Em giờ quan trọng là nghỉ ngơi cho khỏe đã. Em không sao, mà không biết hai nội sang bên đó sao rồi. Không liên lạc được với em chắc là lo lắm. Anh có gọi nói với nội rồi em đừng lo. Bà nội em đang được kiểm tra bắt đầu trị liệu rồi. Tôi nghe vậy cũng yên tâm. Tôi mang điện thoại và cháo vào đây. Bảo Nam từ ngoài đi vào, Minh Đăng đã hỏi ngay. Anh ta là ai? Anh Bảo Nam là người đưa em vào đây, còn chăm sóc khi em hôn mê. Minh Đăng đứng lên bắt tay. Rất cảm ơn anh đã giúp đỡ vợ tôi. Không có gì đâu, tôi giúp xuất phát từ cái tâm của mình. Vậy ra anh là chồng của Thanh Trúc hả? Đúng vậy, vì tôi có việc nên không kịp thời bên cạnh khi vợ tôi gặp chuyện. Mà anh giúp đưa vào đây rồi sao không trình báo công an? À, việc này tôi định chờ Thanh Trúc tỉnh lại rồi mới báo, để tránh số phiền phức vì tôi không cách nào liên hệ với gia đình của cô ấy được. Dù thế nào tôi cũng rất biết ơn anh. Thôi, có người nhà của Thanh Trúc vào rồi tôi xin phép. Cháo còn nóng, Thanh Trúc ăn rồi nghỉ ngơi. Hôm khác tôi lại vào thăm Thanh Trúc. Cảm ơn anh. Bảo Nam đặt điện thoại và cháo xuống bàn rồi rời đi. Để chút nữa anh mua cháo khác cho em ăn. Có cháo Bảo Nam mua rồi anh mua làm gì nữa? Anh không thích em ăn cháo của người đàn ông khác mua đâu. Tự nhiên Minh Đăng lại giở trứng ghen. Mà lúc này tôi nhớ lại, đêm đó tôi gọi là người phụ nữ nghe mà anh còn không về nhà nữa, tôi liền hỏi. Người ta giúp em mà anh ghen gì chứ? Giúp là một chuyện, ghen là một chuyện. Cháo đó để lát anh ăn, giờ anh gọi cháo khác cho em. Nói rồi Minh Đăng gọi điện thoại cho ai đó, chưa đầy 5 phút đã có người mang cháo vào tận phòng. Em ăn cháo đi. Anh đúng là lắm trò, mà phải đúng người ghen là em mới phải chứ. Sao em lại ghen, anh có làm gì đâu? Em muốn anh giải thích cho em, hôm đó anh đi đâu và ai đã nghe điện thoại, lại còn không về, hôm sau bảo là đi công tác nữa, sau đó mới vỡ lẽ anh bị bắt giam. Anh nói cho em biết đi, nếu không sẽ không xong với em đâu. Minh Đăng không nói gì, càng làm tôi thêm khó chịu khi nghĩ anh làm chuyện đó. Anh không nói, tức là anh thừa nhận đúng không? Em ghen đấy à? Không lẽ em không có quyền ghen hay sao? Tôi giận dỗi quay mặt đi chỗ khác. Giận à? Tôi im lặng không lên tiếng. Cũng không có gì đâu. Hôm đó anh có cuộc hẹn với đối tác. Lúc em gọi anh đi toilet, khi ra thấy phục vụ cầm điện thoại nên hỏi. Một câu trả lời không đủ sức thuyết phục. Tự nhiên phục vụ lại dám nghe điện thoại của anh, còn bảo là anh đang tắm. Chắc cô ta cố tình trêu em đó thôi. Vậy sao anh không về nhà cũng không gọi? Anh phải trở về công ty giải quyết công việc, điện thoại hết pin nên không có gọi cho em được.
Đến sáng thì công an có lệnh tạm giam. Anh để em không lo, anh đã căn dặn bảo là anh đi công tác. Nghe lời giải thích của anh, sự khó chịu đau buồn trước đó của tôi cũng dần nguôi ngoai. Tôi cũng tin tưởng ở anh. Giờ anh được về là tốt rồi. Ừ, sẽ không có chuyện gì nữa đâu, em đừng có lo. Mà em nói em ghi âm trong điện thoại này hả? Vâng, nhưng bị hư rồi, anh xem mang đi sửa đi. Ok. Sau đó, mình đang đưa điện thoại cho người quen để sửa, nhưng hẹn 3 ngày sau mới biết kết quả. Tôi vẫn phải nằm bệnh viện theo dõi thêm, dù vết thương ở đầu có dấu hiệu lành tốt, mà tôi cũng khỏe tự đi đứng bình thường. Hôm nay là ngày cuối kiểm tra trước khi xuất viện. Mình đang đưa tôi đi lúc gần về, đến phòng bệnh thì tôi thấy Diễm Quỳnh khóc lóc bên cạnh xe đẩy. Một người nằm trên đó ôm mặt rên la thảm thiết, tôi nhìn rất giống cô Nguyệt. Hình như Diễm Quỳnh mà cô Nguyệt bị gì đó, mình qua đó xem đi anh. Mình đang đưa tôi đến đó để xem, Diễm Quỳnh ngồi khóc bù lu bù loa. Có chuyện gì vậy? Cô Nguyệt bị làm sao hả? Diễm Quỳnh ngước lên, nhìn thấy tôi có vẻ bất ngờ. Sao mày lại ở đây? Mẹ bị người ta tạt axit. Tôi giật mình sửng sốt. Sao lại như thế? Ai lại làm vậy? Tao cũng không biết. Tao và mẹ vừa tới công ty, thì ở đâu có người đi đến hất axit vào mặt mẹ. Tuy cô Nguyệt ghét tôi, làm bao nhiêu chuyện hại tôi, nhưng giờ nghe bị vậy tôi cũng lo lắng lắm. Tôi liền an ủi. Chị đừng lo, chắc cô sẽ không sao đâu. Diễm Quỳnh ngồi khóc một lát, sau đó Minh Phúc chạy vào. Mẹ sao rồi em? Em không biết, mẹ đang được cấp cứu ở bên trong. Em đừng lo, mẹ sẽ không sao đâu. Minh Phúc an ủi, xong mới chào hỏi tôi và Minh Đăng. Anh chị đến lâu chưa? Chị em bị tai nạn, nằm ở đây, trong lúc đi kiểm tra thấy nên mới đến hỏi thôi. Chị hai bị tai nạn có sao không? Mà sao ở nhà không ai nói gì hết? Bây giờ thì ổn rồi. Lúc này, bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra. Mẹ tôi sao rồi bác sĩ? Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, nhưng gương mặt gần như bị phá hủy vì axit. Bây giờ chúng tôi chỉ cố gắng phục hồi được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu thôi. Diễm Quỳnh xém ngất, may Minh Phúc đỡ kịp, sau đó thì đưa vào một phòng để nằm nghỉ tạm. Ai có thủ hẳn đến mức ra tay như thế với cô Nguyệt chứ? Chắc là liên quan tới Phó Tổng Sơn. Tôi hơi khó hiểu. Anh nói vậy là sao? Minh Đăng kể lại cho tôi chuyện cố tình tung bức ảnh của hai người lên báo. Tôi đoán được việc này có thể là do vợ của Phó Tổng Sơn đã làm. Nói cho cùng, do chính cô Nguyệt chuốc lấy. Khi không đi làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác, mà nói đi cũng phải nói lại, phần cũng từ chính Phó Tổng Sơn. Ông ta không chung thủy, chưa kể làm nhiều chuyện xấu, sớm muộn cũng đến lượt ông ta nhận báo ứng. Thôi, giờ anh đưa em về phòng sắp xếp đồ rồi còn về nhà nữa. Em muốn ở lại thăm cô Nguyệt. Chuyện đó để sau đi, em vừa mới khỏe lại thôi mà. Nói rồi Minh đang đưa tôi về phòng. Sau đó anh nói mình quên lấy thuốc, bảo tôi đợi chút anh sẽ quay lại. Tôi biết Minh Đăng không thích cô Nguyệt, nhưng dù sao đó cũng là cô tôi. Dù cho ghét tôi đi chăng nữa, nhưng giờ cô gặp chuyện như vậy, tôi không thể bỏ mặc được. Vì thế, tôi đã đi đến phòng bệnh để thăm. Thu Nguyệt nằm trên giường bệnh với gương mặt được bịt kín bằng băng trắng. Một người coi trọng nhan sắc của bản thân mà giờ bị như thế là một cú sốc lớn. Cô không dám đưa tay chạm vào mặt mình. Nghe tiếng cửa nhìn đến thấy là Minh Đăng, liền quay mặt trốn tránh. Anh đến đây làm gì? Minh Đăng bỏ tay vào túi quần lạnh nhạt nói. Đương nhiên là không phải đến thăm cô. Nhìn bộ dạng thảm hại của tôi, chắc anh vui lắm đúng không? Tại sao tôi phải vui? Mà người vui phải là cô mới đúng. Khi trò chơi ném đá giấu tay, bỏ tiền ra kêu nhân viên phục vụ làm trò ly gián vợ chồng của tôi. Thu Nguyệt kinh sợ, giả vờ vô tội. Anh nói gì tôi không hiểu. Cô định chối à? Tôi đã hỏi nhân viên buổi tối hôm đó và được biết cô bỏ tiền kêu cô ta dựng chuyện với Thanh Trúc. Tối hôm đó, Thu Nguyệt đến quán bar, vô tình thấy đối tác quen nên bước vào chào hỏi. Lúc đó điện thoại trên bàn sáng lên, cô nhận ra đó là điện thoại của Minh Đăng mà người gọi đến là Thanh Trúc nên nảy lên ý định. Cô ta gọi nữ phục vụ đến gần nói nhỏ, căn dặn nên nói gì. Lúc đầu người phục vụ sợ không dám, nhưng khi nghe Thu Nguyệt hứa cho số tiền lớn nên nổi lòng tham mà nhận. Sợ bị phát hiện, Thu Nguyệt nhanh chóng rời đi. Khi nữ phục vụ làm theo lời cô thì Minh Đăng đi vệ sinh trở ra, thấy cô cầm điện thoại thì hỏi, vừa hay điện thoại cũng hết pin tắt nguồn. Dạ không có, thấy điện thoại hình như hết pin tắt nguồn nên em cầm xem thôi. Minh Đăng khó chịu. Tôi không thích ai tự tiện đụng vào đồ của mình đâu. Dạ em xin lỗi, em sẽ không làm như vậy nữa. Khi bàn việc xong, Minh Đăng rời khỏi đó rồi quay về công ty lo chuyện tai nạn ở công trình, định sạc điện thoại rồi gọi cho cô, nhưng anh lại quên mất. Hết đường chối, Thu Nguyệt liền nhận. Đúng là tôi làm đấy. Tại sao anh luôn vô tình khước từ trước tình cảm của tôi, trong khi lại yêu nó? Từ khi có nó, mọi thứ của tôi đều bị nó cướp,
kể cả anh người tôi yêu. Tôi hận anh và cũng căm ghét nó. Tôi không muốn hai người có được hạnh phúc. Còn anh, tôi cũng muốn anh phải trả giá vì xem thường tình cảm của tôi. Tôi chưa từng thấy ai tham lam ích kỷ như cô. Thanh Trúc là cháu của cô. Cô ấy từ nhỏ đã mất đi ba mẹ. Đáng lẽ cô phải thương chứ không phải đố kỵ ganh ghét tới mức đó. Còn với mẹ mình, cô cũng bỏ mặc không lo. Cô chẳng thương ai ngoài bản thân mình hết. Những việc cô làm, đáng lý tôi không bỏ qua. Nhưng tôi thiết nghĩ không cần tôi phải ra tay thì trời cao cũng có mắt. Cô bị như bây giờ là do chính cô tạo nên. Đừng bao giờ oán trách ai. Nói rồi Minh Đăng quay người bỏ đi, còn Thu Nguyệt thì ôm mặt khóc. Tôi không ngờ Minh Đăng lại đến tìm cô Nguyệt, càng bất ngờ với những gì mình đã nghe. Hóa ra chuyện tôi hiểu lầm anh là do cô Nguyệt tạo nên tất cả. Lúc tôi hỏi sau đó anh đã đi xác minh lại thì phải. Sợ anh thấy nên tôi đã vội trốn đi, chờ anh khuất hẳn rồi tôi mới bước vào phòng. Hết anh ta, giờ tới lượt mày. Thấy bộ dạng tao như bây giờ mày hả hê lắm đúng không? Con chỉ muốn đến thăm cô thôi. Thăm tao hay cười tao? Không lý do gì con phải cười cô. Con biết cô ghét, cô không thích con. Nhưng rồi cô gặp chuyện, con không thể làm ngơ vì cô là cô của con. Con đến đây xuất phát từ tình thân, chứ không phải như cô nghĩ là chế giễu hay thế nào cả. Tao không tin mày tốt như vậy đâu. Tùy cô thôi. Mà cô cố gắng lên, con tin vết thương của cô sẽ được chữa lành. Mày đừng có ở đây mèo khóc chuột giả vờ cao thượng. Tao không cần đâu. Đi cho khuất mắt tao, nhìn mày tao thêm chướng mắt. Tôi chỉ có lòng đến thăm mà cô xua đuổi như thế. Những việc cô làm tôi cũng không muốn nhắc đến. Hiện tại cô thế này cũng quá đáng thương rồi. Vậy thôi cô nghỉ ngơi đi, hôm khác con lại đến thăm. Thu Nguyệt nhìn Thanh Trúc rời đi thì trong lòng cảm thấy hổ thẹn. Nếu là lúc trước thì cô sẽ không như thế, còn bây giờ đã khác. Ông trời đang bắt cô nhận quả báo vì tội bất hiếu. Đời cô coi như bỏ. Cô thấy hối hận nếu như cô không tham lam ích kỷ, mù quáng thì đâu chịu cảnh này. Diễm Quỳnh khỏe lại được Minh Phúc đưa vào thăm. Cô ôm lấy Thu Nguyệt khóc. Con sẽ tìm bác sĩ tốt chữa lành cho mẹ. Mẹ sẽ đẹp lại như trước. Lúc này Thu Nguyệt mới thấy thương con gái. Trước giờ cô chỉ nghĩ cho bản thân của mình. Khi gặp hoạn nạn mới nhận ra đâu là quý giá. Giọt nước mắt hối lỗi muộn màng đã rơi. Mẹ xin lỗi.